Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Nông Phú Nguyễn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Nhà Nông Phú Nguyễn trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì mình nhận được khá là nhiều cái câu hỏi của tất cả các bạn, đặc biệt là thời tiết ngày hôm nay nó bị thay đổi rồi rất là nhiều thứ và làm cho cái con chim nhộng của chúng ta bị bệnh, nó thường xảy ra khá là nhiều. Đặc biệt thì các bệnh mà chim nhộng bị dễ chảy, đi phân tán rồi đi phân nước. Mấy ngày hôm nay thì mình thấy có rất là nhiều bạn hỏi về câu hỏi này, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để cho tất cả các bạn cái nguyên nhân mà xảy ra làm cho con chim nhộng của chúng ta nó đi phân tán phân lỏng và nó bị dễ chảy, và cái biện pháp mà chúng ta phòng ngừa và chữa trị cho con chim nhộng của mình để cho nó kịp thời bớt đi và nó sẽ mạnh khỏe lại. Rồi để tránh việc mất thời gian của tất cả các bạn thì mình sẽ đi vào chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Thực ra thì nuôi chim nhộng thì nó là một giống chim thường là nó rất ít bị bệnh, đúng không tất cả các bạn? Thường là nếu mà chúng ta nuôi á, mà chúng ta biết cách đó, chăm nó về cái chế độ dinh dưỡng cho nó và cái vấn đề là chúng ta nuôi đúng cách thì nó thường ít xảy ra bệnh tật. Đối với những người có kinh nghiệm thì nó ít xảy ra các căn bệnh là dễ chảy và bị phân tán này. Còn đối với các bạn mà mới lần đầu nuôi á, thì chúng ta chưa biết cái chế độ của nó và cái cách chăm sóc của nó thì chúng ta thường hay mắc phải cái bệnh này khá là nhiều. Mình thấy khá là nhiều, hầu như là các bạn mới lần đầu nuôi ấy, thì chúng ta sẽ bị mắc phải cái bệnh này. Nhưng mà các bạn không biết cái chế độ ăn của nó thì nó không phù hợp với cái nhu cầu đời sống của con chim đó thì nó sẽ xảy ra thôi. Và chúng ta sẽ đi vào cái phần nguyên nhân mà mình sắp nói ở đây ấy, cho tất cả các bạn. Nguyên nhân mà xảy ra cái căn bệnh đi phân tán này và giải này thì nó có nhiều nguyên nhân để làm cho con chim nó mắc bệnh. Mà muốn điều trị tốt thì chúng ta cần phải biết rõ cái nguyên nhân của nó mà nó gây ra cho con chim của mình. Theo cái tìm hiểu của mình á, thì có những cái nguyên nhân sau đây và nó ảnh hưởng đến cho con chim nhộng của mình. Và các bạn nghe và chúng ta chú ý rõ. Nguyên nhân đầu tiên là khi mà chúng ta nuôi chim nhộng là do chúng ta chưa nắm vững được cái chế độ dinh dưỡng của con chim. Chúng ta cho ăn quá nhiều mồi tươi hoặc là cắm quá nhiều đạm. Ví dụ như là mồi tươi thường là chúng ta cho ăn thịt bò này, nếu mà chúng ta ăn cho ăn quá nhiều và chúng ta cho ăn dế cũng vậy, chúng ta cho ăn quá nhiều. Và trong cóm của con chim nhộng thường là mình thấy cóm mà chúng ta cho ăn thường nhất nhiều nhất đó là cóm ớt. Thì những cái loại này nó có quá là nhiều đạm, làm cho con chim chúng ta không tiêu hóa hết được. Cho nên là những thức ăn mà còn thừa nó sẽ lây mang trong đường ruột của con chim. Rồi nó sẽ gây ra những cái độc tố làm cho con chim chúng ta bị đi phân lỏng và phân tán như bột gạo. Và kèm theo là nó sẽ bị có những cái chất nhầy mà làm cho cái niêm mạc ruột của con chim nhộng nó sẽ xuất ra theo đường phân của nó. Đó, mình sẽ tóm lại cái ý này. Khi mà chúng ta cho ăn nhiều, cho chim ăn nhiều quá nhiều đạm trong thức ăn như là thức ăn tươi sống và cắm khá là nhiều chất đạm thì chim sẽ không tiêu hết, đường ruột của nó sẽ không tiêu hết được và nó sẽ bị dư thừa trong đường ruột của nó, và những thức ăn đó nó sẽ bị lây mang và nó sẽ gây ra độc tố mà làm ảnh hưởng đến cái đường ruột của con chim. Rồi các bạn hiểu ý đầu tiên như nào? Rồi tiếp theo mình sẽ nói qua cái nguyên nhân số 2, đó là khi mà chúng ta bỏ thức ăn vào trong cái máng của con chim nhộng của mình thì nó ăn một ngày nó sẽ không bao giờ nó ăn hết được,
Và khi mà nó uống nước á, là cái miệng của nó ướt và nó sẽ vào, nó sẽ gắp thức ăn, và cuối cùng thì thức ăn nó sẽ bị dính nước đó, cho nên thành ra là một ngày nó ăn ta nó không hết, ngày hôm sau nó ăn lại thì nước nó đã dính vào trong cái cám của nó rồi, và làm cho cám của nó là sẽ bị mốc, ẩm mốc, dẫn đến là bị ngộ độc, rồi cuối cùng thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ đi phân có nước lẫn lộn chất nhầy trong ruột của nó. Nếu lâu ngày thì chúng ta để như vậy thì nó sẽ bệnh nó khá là nặng, cho nên là chúng ta cần lưu ý về cái nguyên nhân số 2, đó là do thức ăn quá cũ là bị ẩm mốc. Rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Thì mình đã nói rồi, khi mà thức ăn nó quá thừa thì nó không làm nào hết được, không tiêu hóa hết được, thì sẽ làm cho con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ngoài ra thì ảnh hưởng tiếp theo đó là khi mà chúng ta vệ sinh chuồng lồng của con chim. Mình thấy có rất là nhiều bạn nuôi chim nhồng, nhưng mà một tuần thì mấy bạn mới vệ sinh phân của nó một lần. Nhiều khi mình thấy các bạn úp hình lên á, thì mình thấy trời ơi, phân của nó như một cái hồ, như một cái hồ nông bộ vậy. Nó cao, phân của nó cao lên trên lồng á, nhìn nó rất là ghê. Và phía dưới nó sẽ có những con giòi nó ở dưới đó, thì nó phân hủy cái đống phân của con chim đó. Đây mình thấy rất là ghê. Nếu mà chúng ta nuôi chim nhồng mà chúng ta để như vậy á, thường nó là sẽ tạo cho vi khuẩn đó, nó sẽ xâm nhập vào con chim nhồng của mình, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đường ruột của chim nhồng của mình, thành ra là làm cho nhà chúng ta sẽ xảy ra rất là nhiều bệnh tật mà chúng ta thường không biết. Cho nên là nuôi chim nhồng thì chúng ta nên mỗi ngày chúng ta cần phải vệ sinh lồng cho nó để mà nó sạch sẽ, và nó tránh được cái nhiều bệnh tật do vi khuẩn nó gây ra đối với con chim nhồng. Rồi đó là những cái nguyên nhân mà làm cho con chim nhồng chúng ta sẽ bị chảy phân nước và phân trắng. Bây giờ là mình sẽ nói về cái cách điều trị. Khi mà chúng ta phát hiện được con chim nhồng của chúng ta nó bị bệnh như vậy, thì điều đầu tiên á, là chúng ta phải giảm hoặc ngừng hẳn cái việc là chúng ta cho ăn mồi tươi, hoặc là chúng ta cho ăn cấm mà hiện tại mà chúng ta đang cho ăn, chúng ta nên dừng lại. Thì nó sẽ giúp cho con chim nhồng của chúng ta nó sẽ giảm bớt được một cái lượng đạm trong người của nó trong ngày đó, và chúng ta sẽ bổ sung thêm nhiều loại như là trái cây. Trái cây như là chuối nè, rồi dưa hấu nè, để mà chúng ta cho nó ăn, để cho nó được phục hồi lại cái đường ruột của nó. Và tiếp theo á, là chúng ta cần phải là mua một ít thuốc về chúng ta sẽ cho nó uống để cho nó chữa lành cái đường ruột của nó. Và mình thường thấy á, là người ta khi mà chim nhồng bị xảy ra đi phân trắng, bị phân nước như vậy, thì người ta sẽ có hai loại thuốc và người ta thường hay dùng, đó là thuốc thuốc là Bibering, có nghĩa là loại thuốc này á, là dùng để mà cho người nha các bạn, nhưng mà chúng ta có thể là dùng cho chim được. Với cái hàm lượng của chim ấy, thì nó sẽ ít hơn con người của chúng ta, cho nên là các bạn có thể là mua loại thuốc là Bibering về chúng ta cho nó uống. Loại thuốc này á, ở trong cái nó sẽ ở trong một cái hộp là gồm là 100 viên, và màu của thuốc này là sẽ là màu vàng, và hình ảnh thì mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn để các bạn dễ nhìn, và chúng ta có thể mua nó.
Đối với loại thuốc này nhá, thì khi mà chúng ta mua về thì nó sẽ có viên tròn tròn nhỏ nhỏ đó, cho nên á là chúng ta không thể nào mà chúng ta cho chim uống nguyên một viên đó được, thì chúng ta sẽ pha ra, có nghĩa là chúng ta sẽ giã cho nó mịn ra, và chúng ta sẽ bắt con chim nhồng của chúng ta ra, và chúng ta sẽ dùng một cái bình nhỏ hoặc là ống xi lanh, chúng ta sẽ bơm vào trực tiếp vào trong miệng của nó. Có các bạn nhiều các bạn là đem cái loại thuốc này các bạn về bỏ vào trong cái máng nước của nó, thì đối với con chim thì nó sẽ không bao giờ nó uống. Rất rất là nhiều con chim nó sẽ không uống vì nó nghe cái mùi là nó sẽ không uống, mà nó không uống thì nó sẽ không hết bệnh. Cho nên là để mà con chim nhồng của chúng ta nó mau hết bệnh á, thì chúng ta còn phải là bắt trực tiếp nó lên, và chúng ta sẽ bơm thuốc vào trong nó. Và cách thứ hai nữa là chúng ta nên trộn vào trong cái cám của nó, để cho nó cái cám mà chúng ta phải cho một ít nước vào, và chúng ta để cho cám nó thành ra là nó bị dính bột, dính thuốc vào trong bột đó và trong cám của nó, và cho nó mổ ăn thì nó sẽ vào trong đường ruột của nó. Và chúng ta sẽ cho nó ăn đến khi nào nó hết bệnh, và chúng ta thường xuyên là chúng ta bơm thuốc vào trong miệng của nó thì nó sẽ mau bớt hơn. Chúng ta cho nó ăn đồ trong cho thuốc vào trong cám và trong nước thì nó sẽ lâu hơn hơn là chúng ta sẽ bơm vào trong cái trực tiếp vào trong miệng của nó. Rồi tiếp theo là mình sẽ có thêm một cái loại thuốc, mà thuốc này là thuốc do Pháp sản xuất, và thuốc này nó sẽ đóng vỉ là gồm 14 viên trên một vỉ, tên của nó là Acyfuril, và cái tên thuốc này mình cũng sẽ bỏ ở phía trên video này thì cho các bạn biết để mà chúng ta mua cho chim của mình uống khi mà nó xảy ra bệnh. Mình sẽ nói về loại thuốc này nó giá của nó là hơi đắt một tí nhưng là rất tốt, vị của nó là hơi ngọt không mùi và màu vàng, nó dùng để là chuyên giải độc tiêu hóa, chống nhiễm trùng đường ruột và y chảy đó. Cho nên là mua thuốc này về chúng ta sẽ lấy ra 2 viên và chúng ta sẽ đút vào trong cái bình hoặc là ống xi lanh để mà chúng ta bơm cho con chim nhồng của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ trộn vào trong cám của nó là để cho nó ăn. Và đồng thời thì chúng ta để mà tránh việc mà chim nhồng của chúng ta nó Ê má ơi, má ơi. nhiễm bệnh lại, thì chúng ta nên chú ý là khâu vệ sinh. Vệ sinh lồng của nó, trại của nó bằng như là nước nước hơi nắng một chút, và chúng ta sẽ dùng những cái như là xà phòng hay là gì đó mà chúng ta tẩy rửa cái chuồng trại của nó để cho nó sạch sẽ, thì nó sẽ diệt bớt được cái vi khuẩn để mà nó dính vào trong đường ruột của con chim nhộng của mình. Rồi video chia sẻ của mình thì đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Video này thì mình đã từng bị con chim nhỏ của mình đã từng bị, mình đã chữa khỏi rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả các bạn, hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Mình chắc chắn thì nếu các bạn mà làm theo đúng cái cách của mình thì chắc chắn con chim nhỏ của chúng ta sẽ khỏi bệnh trong vòng là 3 ngày là nó sẽ khỏi bệnh. Rồi, đến đây thì mình xin kết thúc video này. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, và hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo.